Xin chào và chào mừng mọi người đã trở lại với một video mới trên AB Shop. Không biết thì trong thời điểm hiện tại có ai đang xem video này mà muốn build một bộ PC không nhỉ? Thì như các bạn cũng biết thì trong thời điểm hiện tại khi mà chúng ta build một bộ PC thì điểm khó nhất của chúng ta chắc chắn phải nói đến những chiếc card đồ họa với những cái mức giá đang ngày một tăng cao. Chúng ta sẽ có những sự lựa chọn gì khác? Mua một chiếc laptop chăng? Đồng ý, mua một chiếc laptop nó sẽ có thể di động tốt hơn. Tuy nhiên thì với một chiếc laptop như thế này thì nó lại không thích hợp đối với những doanh nghiệp hay những ai mà chúng ta làm những công việc ở văn phòng. Thì không thể nào mà các bạn mua cho mỗi một nhân viên một chiếc laptop như thế này được, đúng không? Và để chúng ta giải quyết được những cái vấn đề đó thì ở đây mình có một cái giải pháp rất là tốt, đó chính là một chiếc mini PC đến từ nhà Asus với mã hiệu là Asus Mini PC BN60. Ok, và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp, sử dụng thử và cũng như là sẽ tìm hiểu qua những tính năng và những ai là những người sẽ mua những chiếc mini PC này. Rồi, đầu tiên thì mở hộp trước đi nha. Thì khi mà các bạn mở hộp ra thì phía bên trong chúng ta sẽ có chiếc mini PC. Đó, mọi người có thể thấy chúng ta sẽ có một chiếc mini PC rất là nhỏ gọn, phải không? Rồi, phía bên trong thì chúng ta sẽ có những cái ví dụ như là sách hướng dẫn sử dụng, đĩa, cũng như là chúng ta sẽ có những cái đây, những cái adapter, những cái dây kết nối này nọ. Rồi, và mình sẽ không nói quá nhiều về những cái thứ này mà chúng ta sẽ đi thẳng vào luôn nhân vật chính của chúng ta. Đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Asus Mini PC BN60. Thì chúng ta hãy nói về cái thiết kế của nó trước đi nha. Đầu tiên thì đánh vào mắt chúng ta sẽ là những cái gì? Đó chính là sự nhỏ gọn. Các bạn có thể thấy là mình sẽ cầm trên tay của mình, nó chỉ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của mình mà thôi. Rất là dễ, rất là nhẹ để chúng ta có thể là gắn nó ở một cái vị trí nào. Nếu mà các bạn nói rằng laptop nó có sự di động thì rất chính xác, nó có sự di động. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta đem đến văn phòng, đem đến một cái nơi nào đó mà có không gian hẹp, hoặc là những bạn nào mà chúng ta muốn ở nhà chúng ta có một góc máy PC không quá lớn mà các bạn lại lựa chọn một chiếc laptop thì nó lại không hợp lý. Tại sao lại không hợp lý? Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy đây là một chiếc mini PC và đây là một chiếc laptop. Thì khi mà chúng ta gắn một cái, ví dụ như một cái màn hình đi, một màn hình 24, 27 inch hoặc là thậm chí 32 inch các bạn sử dụng ở trên cái màn hình đó, thì khi mà chúng ta để chiếc laptop này vào thì chắc chắn nó sẽ chiếm một khoảng không khá là nhiều so với lại cái thiết bị mini PC này của chúng ta. Và như thế thì các bạn cũng hiểu được lý do tại sao mà mình nghĩ rằng nếu mà các bạn làm việc ở văn phòng hoặc là những công ty, hoặc là các bạn muốn có một góc làm việc nhỏ gọn, không quá nhiều dây nhợ, thì thật sự đây sẽ là một trong những lựa chọn rất tuyệt vời. Ngoài ra thì các bạn còn có thể gắn được cái thiết bị Asus Mini PC này vào phía sau của những chiếc màn hình. Nó sẽ có một cái miếng bát bằng kim loại để chúng ta có thể gắn vào những cái màn hình. Như vậy nó đã giúp cho chúng ta làm gọn lên cái góc làm việc của chúng ta một cách rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì hãy nói về những cái phần chất liệu cũng như là những cái phần yếu tố tạo nên cái chiếc PC này đi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái lớp vỏ ngoài được làm bằng nhựa. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ có một cái lớp nhựa nhám nhìn rất là tinh tế, nhìn rất là nhẹ nhàng, đơn giản theo kiểu là minimal. Với những ai mà chúng ta thích những cái kiểu như vậy thì đây sẽ là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Và ngoài ra thì ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có rất nhiều những cái cổng kết nối. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một cổng USB Type-C, hai cổng USB 3.0, một cổng nguồn và một cổng mạng LAN. Phía cạnh trước thì chúng ta sẽ có một jack cắm tai nghe và mic, một USB Type-C nữa và một USB 3.0 và một USB thông thường. Thì với những cái cổng như thế này, đặc biệt là ở phía sau, chúng ta có đến tận 3 cổng để các bạn có thể cắm màn hình vào. Tức nghĩa rằng cái chiếc PC này của chúng ta mặc dù nhỏ gọn như thế này thôi, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể gắn nó kết nối với tận 3 chiếc màn hình trong cùng một lúc, với USB Type-C nè, một cổng HDMI và một cổng DisplayPort. Như vậy các bạn cũng đã thấy được nó làm được rất tốt so với là những chiếc, thậm chí là những chiếc laptop hiện tại luôn. Các bạn cũng không thể nào mà kết nối được với một cái số lượng màn hình ra như vậy. Ví dụ như ở đây mình đang có một chiếc Dell laptop này nọ đi, thì một chiếc laptop mắc tiền luôn các bạn chỉ có thể có từ khoảng 1 cho đến 2 cổng USB Type-C rồi một cổng HDMI để chúng ta có thể là xuất ra màn hình, và rồi như vậy thôi. Các bạn không thể nào mà xuất tới tận 3 màn hình như là mà trên một chiếc PC nhỏ nhắn như thế này. Và ngoài ra thì với những cổng kết nối là USB Type-C và USB 3.0 thì các bạn cũng sẽ yên tâm về những cái thiết bị kết nối của chúng ta. Các bạn có thể dễ dàng cắm vào những cái ổ cứng này nọ. Nhắc đến ổ cứng thì chúng ta phải nói đến những cái phía bên trong, những cái linh kiện của cái chiếc mini PC này. Đầu tiên thì phải nói đến đó chính là con chip vi xử lý là Intel Core i3 thế hệ thứ 8. Thì Core i3 thật ra thì đây sẽ là một cái phần nhỏ thôi. Một chiếc PC thuộc rất là nhiều những cái dòng PC, mini PC của Asus. Ví dụ như các bạn sẽ có là BN40 nè, như trên màn hình các bạn sẽ thấy là chúng ta có rất nhiều những sản phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ có là BN40 với những cái cấu hình, những cái con chip từ Pentium hay là Celeron, cho đến là những con BN60 như thế này. Chúng ta sẽ có những con chip như là Core i3, tất nhiên là sẽ là Core i3 chip tiết kiệm điện rồi. Hoặc là lên cao hơn một tí nữa chúng ta sẽ có là Asus Mini PC BN62 với những con chip là Core i5 mạnh mẽ, giúp cho chúng ta có thể làm được những cái tác vụ mạnh hơn. Đó, ngoài ra thì phía bên trong này chúng ta cũng sẽ có 2 khe RAM để các bạn có thể gắn vào. Thì với 2 khe này, nếu mà các bạn có rủng rỉnh tiền một tí, chúng ta có thể gắn thêm lên tới tận 32GB. Hoặc là các bạn có thể cũng giống như mình, tiết kiệm chi phí một tí, chúng ta mua 2 thanh 4GB. Tổng cộng là chúng ta đã có 8GB RAM rồi, rất là đủ để các bạn có thể sử dụng. Và phía bên trong này chúng ta cũng sẽ có thêm là một khe SSD để các bạn có thể gắn. Thì các bạn có thể mua SSD khoảng 256 hoặc là 512 hoặc thậm chí là 1T luôn nếu các bạn có dư giả tiền. Và ngoài ra trên phiên bản là BN60 hoặc là BN62 này, các bạn còn có thêm một cái phần khe ở trên phần nắp phía mặt dưới của cái máy của chúng ta. Khi mà các bạn mở ra, các bạn sẽ thấy ở phần nắp này thì chúng ta còn có thể gắn thêm một cái ổ SSD nữa, ổ SSD SATA, để các bạn có thể gắn vào cái phần bát ở phía trên này để giúp cho chúng ta có thể có tận 2 ổ SSD cùng một lúc. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái dung lượng ổ cứng tốt hơn rất là nhiều để các bạn có thể dễ dàng làm việc, các bạn lưu trữ những cái tài liệu làm việc này nọ. Đó, với những thứ như vậy thôi thì các bạn cũng đã thấy được là thật sự với một chiếc PC nhỏ gọn như thế này mà những công việc và những thứ mà nó mang lại cho các bạn hoàn toàn không ít đâu. Và các bạn hoàn toàn có thể là giải trí trên nó. Ví dụ như là chúng ta lướt web, xem phim này nọ với một chiếc màn hình khoảng là 24 inch. Ví dụ như các bạn mua một chiếc màn hình đến từ nhà LG như là mình đang để trên màn hình hiện tại đi, với 24 inch thì nó cũng đã thật sự rất là tốt rồi. Mà các bạn còn có thể gắn thêm là 2 màn hình 24 inch mua hai, hoặc là mua một màn hình 27 inch hoặc là một màn hình 32 inch. Rất là tuyệt vời phải không? Đó, các bạn cũng đã thấy được cái sự nhỏ gọn của nó. Và để mà chúng ta có thể là nâng cao được cái việc là nhỏ gọn, dễ dàng giúp chúng ta có thể làm việc hơn, thì các bạn còn có thể mua thêm cho mình một cái bộ bàn phím và chuột không dây nữa. Ví dụ như ở đây thì mình đang có một bộ đến từ nhà Antec. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem nhé. Đây, một bộ đến từ nhà Antec. Thì với những cái bộ này cộng với một cái màn hình và cộng với cái thiết bị của chúng ta, đó, như vậy thôi thì đâu đó khoảng tầm 13 triệu thôi là các bạn đã có một chiếc PC hoàn chỉnh để chúng ta sử dụng rồi. Và nó còn sẽ rất là gọn gàng, sạch sẽ nếu mà chúng ta gắn cái thiết bị là cái chiếc PC của chúng ta vào phía bên sau màn hình rồi. Và các bạn giấu dây đi thì thật sự nó sẽ rất là gọn gàng. Ai nhìn vào thì cũng sẽ trầm trồ khen ngợi là ôi góc làm việc của bạn sao mà gọn gàng quá, sao mà đẹp quá vậy. Đó, như vậy thôi. Hoặc là nếu mà các bạn không thích nhà Antec đi, hoặc là các bạn có rủng rỉnh tiền hơn một tí đi, thì chúng ta có thể đến với một vài những cái bộ bàn phím hoặc chuột của nhà Logitech này nọ chẳng hạn. Những bàn phím không dây, những con chuột không dây, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái bộ đẹp hơn, xịn sò hơn mà vẫn giữ được cái nét là không dây rất là gọn gàng. Ok, và đó là những gì mà mình nghĩ rằng mình sẽ mang lại cho các bạn trong video ngày hôm nay. Vậy thì tụ chung lại cái Asus Mini PC BN60 hoặc là nó rộng ra hơn là dòng Asus Mini PC này, bao gồm là BN40, BN60, BN62, thì nó sẽ phù hợp với những ai? Nó sẽ phù hợp với những bạn nào chúng ta cần một góc làm việc gọn gàng, nhỏ gọn, hoặc là các bạn cần mua để có thể là dành cho những nhân viên trong công ty của mình. Với những công ty mà các bạn cần mua rất là nhiều máy, chúng ta có thể tiết kiệm được rất là nhiều không gian. Ví dụ như thay vì là các bạn để thêm một cái máy PC bự thì chúng ta sẽ mất một khoảng không gian rồi, thì các bạn chỉ cần mua một chiếc PC nhỏ gọn và một cái màn hình 24 inch gắn vào, và chúng ta sẽ có thể gắn được nhiều và có được nhiều chỗ ngồi hơn ở trong công ty. Ok, và các bạn nghĩ sao về những chiếc mini PC đến từ nhà Asus này? Hãy để lại một comment phía bên dưới, và đừng quên là AB Shop hiện tại đang phân phối những sản phẩm như thế này. Ngoài ra thì các bạn muốn mua thêm những sản phẩm khác, ví dụ như bàn phím không dây như thế này, hoặc là những linh kiện của máy tính, đặc biệt là card đồ họa nữa, thì các bạn có thể liên hệ với AB Shop hoặc là vào địa chỉ mình sẽ để phần mô tả ở phía bên dưới. Các bạn có thể vào phần website hoặc là đến với địa chỉ của AB Shop để chúng ta tìm hiểu thêm những cái sản phẩm khác. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.